Các em học sinh lớp 8 trường Chư Văn An. Hôm nay chúng ta sẽ học bộ môn tiếng Anh lớp 8, phần revision second semester. Chúng ta ôn tập để chuẩn bị kỳ thi kiểm tra cuối kỳ của học kỳ 2. My name is Kiều Nga, cô phụ trách bộ môn tiếng Anh lớp 8 của trường Chư Văn An. Trước tiên hãy ôm lại những điều nào. Revise on vocabulary and structure from Unit 9 to Unit 14. Các em hãy ôm lại tất cả các từ vựng và các cấu trúc câu từ bài số 9 đến bài số 14. Những cái phần tiêu biểu trong bài số 9 đến bài số 14 đó là những phần nào? Đó là phần số 1. Number 1. Bác sĩ. Bác sĩ có nghĩa là gì? Là chúng ta sử dụng động từ, thêm động từ to be vào phía trước động từ chính. Động từ chính của chúng ta sẽ chuyển thành verb past participle. Và động từ to be của chúng ta sẽ tùy theo thì mà chúng ta sử dụng be cho nó phù hợp. Nếu như nó hiện tại thì chúng ta sẽ dùng be, đó là am, is, are. Nếu như nó quá khứ thì chúng ta sẽ sử dụng be, đó là was, were. Nếu như nó là hiện tại hoàn thành thì các em sẽ sử dụng là have been hoặc là has been. Nếu trong tương lai thì chúng ta sẽ dùng là will be hoặc tương tự các modal verb khác. Nếu dùng bị động thì là can be hoặc là would be, vân vân. Và động từ chính vẫn là verb past participle. Trường hợp thứ hai chúng ta cần lưu ý đó là in order to hoặc là so as to. Nó có nghĩa là để làm việc gì. Nếu như mà để không làm việc gì thì chúng ta thêm nó trước chữ to verb. Trường hợp thứ ba chúng ta ôn lại đó là tính từ thế sao nó dùng to verb hoặc tính từ thế sao nó là một das clause. Để biểu lộ trạng thái, tâm trạng ai đó làm việc gì hoặc để thông báo một việc gì đã xảy ra. Trường hợp thứ tư, chúng ta cần ôm đó là do you mind hoặc would you mind cộng với verb thêming. Cấu trúc câu này hàm ý là nhờ ai làm giúp mình việc gì. Và trường hợp thứ năm, do you mind if I, thế sao chúng ta dùng verb nguyên mẫu. Hàm ý của câu này là xin phép ai cho mình làm việc gì. Tương tự cái cụm từ cấu trúc câu xin phép ai cho mình làm việc gì, đó là would you mind if I, nhưng thế sao nó lại là một verb quá khứ, past. 7. Compound noun. Compound noun là các em lấy danh từ ghép với động từ thêm in tạo thành một cụm từ, chức năng như là một tính từ. Number 8, present participle hoặc là past participle. Present participle là hiện tại phân từ. Hiện tại phân từ nghĩa là verb mình thêm in. Past participle nghĩa là quá khứ phân từ. Quá khứ phân từ có nghĩa là verb ở cột thứ 3 trong bảng động từ bất quy tắc. Hoặc nếu có quy tắc thì chúng ta thêm ed. Nó sẽ được dùng trong trường hợp ghép câu với loại câu mệnh đề quan hệ. Hình thức rút ngắn lại. Number 9. Reported speech. Chúng ta đã học câu tường thuật, câu nói, lời phát biểu, lời phát ngôn. Ngoài ra chúng ta còn có học câu tường thuật dạng câu hỏi. Chúng ta cùng ôn lại. Number 10, progressive tense with always. Thông thường các em học ở lớp dưới thì always các em thường thấy thì chúng ta hay dùng thì hiện tại đơn. Nhưng mà trong trường hợp này mình lại dùng với progressive tense. Hàm ý của nó là dùng để than phiền ai hay làm việc gì. Dùng dạng tiếp diễn với từ always. 11, question word to verb. Sau từ để hỏi, chúng ta sẽ dùng to verb. Tell, past progressive tense, thì quá khứ tiếp diễn. Thì quá khứ tiếp diễn là gì mà chúng ta đã học?
là một loại thị xảy ra trong quá khứ và có mốc thời gian xác định rõ ràng trong quá khứ, thì chúng ta sẽ dùng thị quá khứ tiếp diễn. Quá khứ tiếp diễn gồm có was, were, verb thì mình. Các em nhớ chưa nào? Ngoài ra, progressive tense còn có thể dùng với từ nói là why hoặc là when để diễn tả một hành động trong khi sự việc gì xảy ra hoặc khi mà sự việc gì đã xảy ra. Chúng ta cùng ôn lại trong các bài tập như thế này. Bài tập đầu tiên đó là phần chọn trắc nghiệm A, B, C, D để điền vào chỗ trống của mỗi câu làm sao cho nó phù hợp nhất. Thông thường các em hay làm, các em phải cẩn thận. Khi làm kỹ thuật này thì chúng ta cần phải lưu ý, để ý xem động từ nó theo sau giới từ gì. Điều này bắt buộc phải học thuộc lòng, hoặc mình sẽ tìm hiểu nghĩa của nó có phù hợp với cái câu hay không. Ví dụ, câu số 1, number 1. The student fell her bike and hit her head on the road. Đứa học sinh này, cô ta bị té khỏi chiếc xe của mình và đầu của cô ta đập xuống đường. Vậy té khỏi chiếc xe, chúng ta sẽ sử dụng là feel gì bạn? D, yeah, feel up. Number 2, we will love to come and see you. We will be very busy today, tomorrow, sorry. Chúng tôi rất muốn đến thăm bạn lắm, nhưng mà chúng tôi bận rất nhiều vào ngày mai rồi. Vậy các em bất cẩn thì các em sẽ chọn ngay chữ but liền. Nhưng mà các em lưu ý, cái từ but thì đằng trước nó có thể là không thể được dùng như hình thức trong cái chỗ trống phía trên. Các em quan sát, các em thấy nè, nó không bao giờ có dấu phẩy phía sau chữ but. Vậy chúng ta sẽ tìm cái nào? Đó là từ however. However tương đương gần với nghĩa với lại từ but, nhưng mà cái dấu hiệu nhận biết là phía trước nó có dấu chấm phẩy hoặc dấu chấm, sau nó là một dấu phẩy, kèm lưu ý. Number 3, chúng ta lại chọn A. Cô cho các em đáp án là A. Lý do tại sao? Có từ yet, kèm lưu ý có từ yet, đây là sử dụng trong thời hiện tại hoàn thành. Mà đáp án B và D là thuộc loại câu bị động. B là bị động của hiện tại đơn, còn D là bị động của quá khứ đơn, nó là bị trang trí, được trang trí. Còn C thì dùng câu hiện tại phủ định mà decorate thì nó lại thêm ED là sai, cho nên chỉ có A, đó là thì hiện tại hoàn thành. Number 4, nhi, I'm bored, let's play game, tôi buồn quá. Không có gì để chơi, chúng ta cùng nhau chơi game nha. Thì lúc đó Hoa sẽ trả lời chúng ta làm sao? Nếu như chúng ta đồng ý, chúng ta sẽ trả lời là yes, let's. Nếu không đồng ý, chúng ta sẽ trả lời là no, let's not, hoặc một hình thức khác. Number 5, user can send and receive messages by using. Những người sử dụng có thể gửi và nhận tin nhắn bằng cách sử dụng computer. Yeah, câu này dễ quá, chúng ta nhìn ra là thấy ngay. Còn đáp án đi nghĩa là gì? Khuôn viên trường. Các em lưu ý về nghĩa. Number 6, Uncle Watt's World View. Cái đền Uncle Watt được xây dựng vào khoảng năm 1100, around the year 1102. Để mà làm gì với Hindu Ghost? Nó là làm gì? A là remember là nhớ, compile là biên soạn, help là giúp đỡ, honor là tôn kính. Như vậy phù hợp nhất đáp án sẽ là D. Number 7, she asked me they were the winner in the race. Ask ở đây có khi trường hợp chúng ta dịch nó có nghĩa là yêu cầu, đề nghị, hoặc có khi nó có nghĩa là hỏi. Quý vị mình dịch lại toàn thể câu thì mình sẽ thấy thế này. Cô ta đề nghị cô tôi, bọn họ người thắng cuộc, nghe không hợp lý. Như vậy, cô ta hỏi tôi là bọn họ là những người thắng cuộc trong cuộc thi có phải vậy không? Như vậy đây là loại câu tường thuật, câu hỏi mà không có từ để hỏi. Thì chúng ta phải thêm từ if
hoặc whether vào trong câu tường thuật này. Vậy, trong câu số 7, chúng ta có đáp án A đúng, đáp án C đúng. Vậy cho nên chúng ta sẽ chọn D. Đúng rồi. Yesterday, we went on for our tour. Ngày qua tôi đã có một chuyến đi tham quan 4 giờ đồng hồ để tới đâu đây? Statue of Liberty in New York. Chúng ta sẽ dùng gì để động từ phù hợp nhất ở đây? Tượng nữ thần tự do, như vậy phù hợp nhất thì là chữ gì nào? Visit, đúng rồi. Chúng ta chỉ đến thăm tượng nữ thần tự do, còn các trường hợp khác nó không phù hợp về nghĩa. Ví dụ như see có nghĩa là chạm, khắc, tạc. Number 9. Các em lưu ý, interested thì đi theo sau nó thông thường sẽ là giới từ gì? Các em đã học được ở lớp dưới rồi. In, be. Billion of empty drink can, hàng triệu những cái lon nước uống rỗng mỗi ngày trên thế giới. Như vậy là throw away có nghĩa là ném đi, vứt đi. Mà chai lon lượt nhựa thì nó không thể nào nó tự ném mà nó được ném. Như vậy nó là loại câu bị động. Mà bị động ở đây có mốc thời gian là mỗi ngày, cho nên chúng ta dùng bị động ở hiện tại đơn. Bị động của hiện tại đơn chúng ta sẽ xem am, is, are, verb 3 hoặc ed. Vậy đáp án phù hợp nhất sẽ là C. Number 11. Instead, đọc thuộc lòng ngay. Instead phải là instead of. D. Number 12. Các em quan sát nha. Her homework at 8 o'clock yesterday. 8 o'clock là 8 giờ tối hôm qua. Như vậy cái hành động này xảy ra trong quá khứ, có mất thời gian xác định rõ ràng trong quá khứ. Như hồi nãy cô có nhắc lại, thì chúng ta sẽ dùng thì quá khứ tiếp diễn. Thì quá khứ tiếp diễn thì chúng ta sẽ dùng was cộng với lại verb thêming. Như vậy cho nên chúng ta sẽ chọn đáp án là D. Number 13. Santa Claus is based on the Saint Nicholas in a poem. Ông già Noel được phỏng tác theo cái vị thần Nicholas trong bài thơ. Vì trong trường hợp này mình không thể nói dựa theo cái cây Giáng sinh được, mà dựa theo cái sự mô tả. Như vậy sự mô tả ở đây chúng ta phù hợp nhất là B. People use first aid. Người ta sử dụng sơ cấp cứu. Is làm dễ chịu. The victim pain and anxiety, về nỗi lo lắng và sự đau đớn của nạn nhân. Như vậy người ta sử dụng sơ cấp cứu để mà làm dễ chịu. Để mà làm dễ chịu, để mà thì chúng ta dùng in order to hoặc là so as to. Như vậy trong trường hợp này chỉ có đáp án B là phù hợp nhất vì nó đầy đủ in order to. C thì nó lại dùng not, nó không hợp nghĩa, cho nên chúng ta sẽ chọn B. You can, number 15, you can make a fire by. Như vậy các bạn lưu ý cho cô, chữ by là giới từ bằng, bởi. Piece of paper together. Bạn có thể làm một tạo ra một đốm lửa bằng cách cọ những cái thanh tre lại với nhau. Như vậy by là giới từ và theo sau nó giới từ thì động từ sẽ thêm in. Vì vậy cho nên chọn đáp án A. Do you mind if I sit here? Bạn có phiền không nếu như tôi ngồi ở đây? Như vậy là loại câu này là loại câu mình xin phép ai cho mình làm việc gì. Và sau đó mình sẽ trả lời đồng ý hay không đồng ý tùy theo tình huống. A là yes I do. Mình đây không phải là câu trả lời để hỏi yes no, mà câu trên nó là câu xin phép, cho nên không chọn A. All right cũng không phải là câu đề nghị, được rồi, cho nên không phù hợp. C, no you can't. Nếu mà mình nói là bạn có phiền không thì bạn không thể nói là no you can't được, mà bạn phải nói dùng là no you don't mind thì được. Cho nên chỉ có đáp án còn lại là D.
Tiếp theo. 17. You should cool the burn immediately so as to tissue damage. Bạn nên làm mát vết bỏng ngay lập tức để mà cái thiệt hại về da. Như vậy chỗ này maximize là làm tăng tối đa, minimize là làm giảm tối thiểu, destroy là phá hủy, decover là bao phủ, che đậy. Như vậy chỗ này chúng ta chỉ sử dụng hợp lý nhất là làm giảm tối thiểu sự thiệt hại của da. B. The should drink a cup of tea when reviving. Nên uống một tách trà khi mà hồi tỉnh lại. Như vậy ở đây phù hợp nhất về nghĩa đó là victim, nạn nhân. Number 19. Are you hot, Mama? Bà ơi, bà nóng không? Vậy câu phù hợp nhất sẽ là Yes, will you open the window, please? Vâng, bà nóng quá. Con có thể mở cửa sổ giùm cho bà không? Đó là câu trả lời phù hợp nhất. 20. Thank you very much for the flower. Rất cảm ơn bạn nhiều lắm về những mà bạn đã gửi cho tôi trong khi tôi đang ở trong bệnh viện. Vậy mình không thể dùng because bởi vì, cũng không dùng so vì thế. Mà trong khi thì chúng ta chỉ chọn đáp án là C. We are delighted that. Tôi lấy làm rất vui mừng rằng bạn đã đậu kỳ thi kiểm tra môn tiếng Anh. Đã đậu rồi người ta mới chúc mừng. Như vậy phù hợp nhất chúng ta sẽ chọn đáp án là B. Milk butter can be. Chai sữa có thể. Sau khi được làm sạch. After being cleaned. Như vậy chai sữa có thể được tái chế sau khi được làm sạch. Thì không hợp lý. Chai sữa có thể được ngâm sau khi làm sạch. Chai sữa có thể bị đập bể sau khi làm sạch. Chai sữa có thể được tái sử dụng lại sau khi làm sạch. Như vậy, câu đáp án đúng sẽ là D. It's very dangerous. Các bạn lưu ý cho cô là chỗ dangerous là tính từ. Như nãy cô có nói, sao tính từ thì chúng ta sẽ dùng verb gì nè? To verb. Cho nên đáp án của mình sẽ là B. We are looking to seeing you in June. Chỗ này tùy theo trường hợp giới từ sao chữ look. Ví dụ như chúng ta nói look at là nhìn, look for là tìm kiếm, look after là chăm sóc, và look forward to có nghĩa là mong chờ, mong đợi. Vậy chỗ này chúng tôi rất mong chờ, mong đợi gặp bạn vào ngày tháng 6. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là B. Câu tiếp theo. Vin is noisy when he comes in the class. Vin lúc nào cũng ồn ào khi nó vào trong lớp. Như vậy mình hàm ý than phiền. Và hồi nãy cô có giới thiệu hàm ý than phiền với từ always chúng ta phải dùng thì tiếp diễn. Như vậy tiếp diễn ở đây là is, phải là đi chung với tiếp diễn, phải là verb gì nè? Verb thêm in. Vì vậy cho nên chọn đáp án là C. Is always making. Number 26. Would you mind sitting in the front seat of the taxi, Mr. John? Phiền chú ngồi ghế trước giùm con. Như vậy, khi con đồng ý hay bạn đồng ý hay không đồng ý gì đó, bạn sẽ tìm cách trả lời như thế nào? No, I wouldn't. Không, tôi không. Đây không phải là loại câu trả lời yes, no, cho nên không chọn A. No problem. Không có chi. Như vậy là hàm ý. Đồng ý cho người ta ngồi rồi. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ chọn B. Number 7. She leaned and tried to pick her paper up. Cô ấy nhoài người ra, chồm tựa vào và cố gắng nhặt lấy cái mái dầm để chèo. Như vậy chúng ta thấy lean thì chúng ta phải đi với giới từ gì? Mời các bạn xem nào.
D. Over. 28. It's about a from the city center. Đó là một cuộc chuyến đi kéo dài khoảng 40 phút từ trung tâm thành phố. Như vậy, một chuyến đi 40 phút, chúng ta có từ ghép đó là số với lại thời gian là minute, chức năng giống như một tính từ. Vì vậy, nó không đếm được. Mà không đếm được thì danh từ thời gian minute, chúng ta sẽ không được dùng S. Vậy đáp án là C. Mount Rushmore can be from more than 100 km away. Cái ngọn núi này có thể gì mà từ đằng xa hơn 100 km. Như vậy có thể A là đi tới hoặc là đạt tới. Visit là tịt là viếng thăm. Seen là thấy. Look là nhìn hoặc là trông có vẻ. Như vậy phù hợp nhất là có thể được thấy từ đằng xa. C. Yesterday, ngày hôm qua, I was going shopping. She visited the museum. Tôi đang đi mua sắm. Cô ta đi thăm viện bảo tàng. Như vậy là mình sẽ dùng từ nào? Trong khi. Where là ở đâu? How là như thế nào? That là rằng mà. Như vậy phù hợp nhất với nghĩa là A. Trong khi tôi đang đi mua sắm. Number 31. I bought a lot of sweets. Tôi mua rất nhiều kẹo. From sugar and milk at the Long Thanh Market. Mà nó được làm từ sữa và đường ở chợ Long Thanh. Như vậy chỗ này kẹo được làm từ đường và sữa. Mà ở trong câu chúng ta có động từ bought là động từ chính. Vậy để bổ nghĩa cho cái danh từ sweet thì chúng ta sẽ sử dụng động từ là hiện tại phân từ hay là quá khứ phân từ để dùng để giới thiệu thêm thông tin về cái từ sweet. Nếu như nó chủ động thì chúng ta sẽ dùng hiện tại phân từ. Nếu nó bị động thì chúng ta sẽ dùng quá khứ phân từ. Mà kẹo thì không thể tự làm được. Cho nên chúng ta sẽ chọn đáp án là B. Where shall we stay? Chúng ta ở đâu đây? Thì câu A nó trả lời thế này. I have no idea. Tôi không có ý kiến gì cả. Câu B nó trả lời là it's up to you. Tùy vào bạn. Câu C. Dĩ nhiên rồi. Như vậy A cũng được. Mà B cũng đúng luôn. Vậy cho nên chúng ta sẽ chọn đáp án là D. 33. You explain what is happening. Bạn giải thích cái gì đang xảy ra. Như vậy đây là một câu đề nghị. Bạn có thể giải thích cho tôi xem chuyện gì đang xảy ra vậy. Vậy cho nên có thể là A và D mang cái nghĩa là có thể. Nhưng đối với động từ may thì hàm ý nó có nghĩa là dự đoán. Do dự không rõ ràng lắm cho nên mình chỉ dự đoán sự việc đó thôi. Còn D là diễn tả một cái khả năng có thể xảy ra cho nên chọn trong câu này sẽ là D. There are three water fetching, fire making and rice cooking. Vì chỉ có ba cuộc thi competition. The rain prize is given. Giải thưởng lớn nhất sẽ được trao đến cho cái đội có điểm nào cao nhất. Given, chúng ta sẽ dùng với giới từ to see. She want to buy some marigold. They are traditional at best in Vietnam. Cô ta muốn mua bông vạn thọ bởi vì chúng nó là truyền thống của Tết của người Việt Nam. Cho nên chúng ta sẽ chọn đáp án là A. The Rain Wall, Vạn Lý Tường Thành, The Taj Mahal and Angkor Wat là những cái gì đây bạn? Những kỳ quan của thế giới. A. She asked her, như cô giới thiệu lúc trước nãy, thì chữ ask có thể là dùng có nghĩa là to. Đề nghị thì là chúng ta sẽ dùng cái gì? To verb.
Còn nếu như nó mang cái nghĩa là hỏi tường thuật thì nó phải có chữ if hoặc là whether. Như vậy phù hợp ở đây chỉ có đáp án A. Anh ta đề nghị cô ta trả lời các câu hỏi khó. Number 39. The film is boring for me to see. I don't like it. Bộ phim thì quá tẻ nhạt đến nỗi tôi không có muốn xem, tôi không thích nó. Quá đến nỗi không thể, chỗ này thì chúng ta không dùng so được. Vì sao so boring thì phải dùng that, cho nên không dùng so. Chỉ có be, đó là too boring for me. Cấu trúc câu quá cái gì đó đối với ai để mà làm gì. Cho nên đáp án sẽ là B. She showed me where the old car. Cô ấy chỉ cho tôi nơi nào để mà mua xe hơi cũ. Đây là từ để hỏi where, chúng ta sẽ dùng theo sau là to verb. Cho nên chỗ này chọn chúng ta sẽ chọn đáp án là B. Qua phần 25 mã, chúng ta có cái phần bài tập word form. Phần bài tập này đa số các bạn rất ngại làm vì lý do chúng ta rất hạn chế về từ vựng, vì đọc vào không có hiểu. Bài tập này đòi hỏi các bạn phải học thuộc từ và hiểu cái từ đó đứng trong câu đó ở vị trí nó sẽ là động từ, danh từ hay tính từ. Vậy khi làm bài tập này các em phải đọc dịch cẩn thận mới suy luận ra được nó là gì. Number 1, the police officer, nhân viên cảnh sát, try to, unsuccessfully to, cố gắng một cách không thành công để làm cho cô ta tỉnh lại. Sau try thì chúng ta dùng to verb, như vậy đã có chữ to rồi, nó thiếu verb. Vậy verb của chữ revival là làm tỉnh lại thì nó là gì? Revive. Number 2. The robber hit her on the head. Tên trộm đã đánh vào đầu của cô ta. So she was conscious, là tỉnh táo. Như vậy đánh vào đầu cô ta dẫn đến kết quả là cô ta tỉnh táo thì không hợp lý. Như vậy cô ta phải không tỉnh táo hay là bất tỉnh. Mà để bổn nghĩa cho động từ to be chính ở chỗ này thì chúng ta phải dùng tính từ. Vậy tính từ của nó là unconscious. Number 3. Although his parents give him a lot of, mặc dù ba mẹ của anh ta cho anh ta rất nhiều. Như vậy các bạn lưu ý. He doesn't care, anh ta không quan tâm. Lưu ý, a lot of, theo sau nó sẽ là một danh từ số nhiều. Nếu như đếm được thì chúng ta thêm s, không đếm được thì chúng ta sẽ để nguyên. Vậy chỗ này sẽ dùng danh từ của từ trong ngoặc, nó là hình thức nào? Revise. Vì nó không đếm được cho nên không thêm s. Number 4. He is one of the most famous in the world. Ông ấy is là one of, một trong những cái gì nổi tiếng trên thế giới. Như vậy ông ấy là một con người. Như vậy người ở chữ dùng cái từ environment thì chúng ta sẽ đổi thành người, đó là environmentalist. Nhưng mà vì có chữ one of, các em lưu ý từ one of theo sau mà có danh từ thì danh từ đó phải luôn luôn là số nhiều, vì nó có nghĩa là một trong những người này. Environmentalist. Number 5. Các em thấy có chỗ trống phía trước đầu câu và dấu phẩy, hàm ý cái từ này đó là một trạng từ để nó bổ nghĩa cho cả một mệnh đề. Vậy trạng từ của từ look là gì bạn? Đó là luckily. Nhưng khi chúng ta dùng từ để bổ nghĩa cho cả mệnh đề thì chúng ta lưu ý với từ look, vì nó có thể là trái nghĩa với nó là luckily, là unluckily. Mình sẽ xem coi nó phù hợp nhất là gì. Lila đuổi kịp xe bus cuối cùng. Vậy nó là may mắn làm sao Linda đã đuổi kịp xe bus cuối cùng.
luckily. This worker live in the area. Những người công nhân này sống ở một vùng, mà vùng này thì thuộc về vùng núi, cho nên chúng ta dùng cái từ mountain để bổ nghĩa cho area, thì đằng trước nó chúng ta dùng tính từ. Vậy tính từ của mountain là gì nào? Mountainous. Number 7. It was a film. I don't like it. Nó là một bộ phim thú vị. Thú vị ở đây là interesting. Nhưng mà mình lại nói tôi không thích nó thì không ai thể nói bộ phim thú vị mà mình không thích. Thì chỉ có bộ phim không hay mới không thích. Như vậy chữ không hay thì chúng ta sẽ dùng là uninteresting. Number 8. What a cheap toy. Cheap toy, đồ chơi rẻ quá. Mà để bổ nghĩa nhấn mạnh cái từ cheap lên, tăng cái mức độ nó lên, thì chúng ta phải dùng trạng từ để bổ nghĩa cho tính từ cheap. Vậy trạng từ của chữ surprise đó là gì bạn? Surprisingly. Number 9. We saw some. Chúng tôi thấy một vài. On the yacht. Nó trên du thuyền. They look very happy. Bọn họ trông rất là vui vẻ. Sightsee, nó là động từ tham quan ngắm cảnh. Như vậy mình thấy người tham quan ngắm cảnh hay là sự việc tham quan ngắm cảnh. Ở đây phù hợp nhất nó là vì chủ ngữ phía sau là đây, nói về bọn họ rất vui. Như vậy chắc chắn sẽ là dùng từ chỉ người. Mà chỉ người của chữ sightsee chúng ta sẽ đổi thành là sightseer. Vì có chữ some, một vài, cho nên chúng ta phải thêm s xuống nhiều. Sightseer. The result of exam caused bright among her friends. Kết quả của kỳ thi gây ra một cái gì rất là lớn giữa những người bạn của cô ta. Bạn thấy từ great, bạn lưu ý nó là tính từ, nghĩa là to lớn, vĩ đại, khổng lồ. Như vậy để bổ nghĩa cho cái tính từ này, nó phải đi đằng sau, nó là một cái gì? Danh từ. Vậy danh từ của excite là excitement. Đấy là 10 câu của phần dùng sử dụng dạng word form. 11. They are preparing for their wedding party. Bọn họ đang chuẩn bị cho cái bữa tiệc đám cưới của mình, rất là bận rộn. Vậy cái bận rộn này nó bổ nghĩa cho động từ prepare, cho nên chúng ta sẽ sử dụng trạng từ để bổ nghĩa cho động từ. Vậy trạng từ của nó là busily. 2 là 2. Are in nasty in a area. Ở đây volcano là núi lửa. Hai cái ngọn núi lửa này không có hoạt động trong khu vực này. Như vậy ngọn núi lửa thì chúng ta sẽ dùng volcano. Mà hai cái thì chúng ta phải dùng là số nhiều. 13. Over 200. 200 trên 200. Met, nó là verb. Nó là đi diễu hành. Pass the resident, ngang qua vị tổng thống. Như vậy, compete có nghĩa là cạnh tranh, thi đấu. Nó có danh từ là competition. Nó là cuộc, cạnh tranh, cuộc thi đấu. Competitor là người tham gia cuộc thi đấu hay là người tham gia cuộc thi. Thì có hơn 200 người tham gia cuộc thi mới đi diễu hành trước ngàn tổng thống được. Như vậy, chúng ta sẽ sử dụng 200 là số nhiều. Vậy competitor, chúng ta phải có S. In the study of vaccine, cái gì mà nghiên cứu, study đây không có nghĩa là học các em nhé. Study còn có thể nghĩa là việc nghiên cứu vaccine. Đã hoàn tất, completed a short questionnaire, một câu hỏi ngắn. Như vậy, cái người tham gia
cái điều nghiên việc nghiên cứu vaccine đã hoàn thành câu hỏi ngắn thì nó hợp lý hơn, thì người mới hoạt động được. Như vậy participate chúng ta sẽ đổi sang danh từ chỉ người là participant. Vậy nhiều người tham gia mới thành ra nghiên cứu được, cho nên chúng ta phải dùng S. Number 15, can you, the man to me, người đàn ông đối với tôi. Như vậy, ở đây có động từ khiếm khuyết là can, là có thể. Mà người ta không hiểu có thể cái gì, chúng ta phải dùng động từ chính trong câu mới diễn đạt được cái đầy đủ nghĩa. Như vậy, bạn có thể mô tả người đàn ông đó cho tôi không? Như vậy, theo sau can you, chúng ta sẽ dùng verb nguyên mẫu. Về verb của description, sự mô tả, đó là từ nào? Describe. Number 16. Caras were first rise in the essay competition. Caras thì là giải thưởng hay là được tặng thưởng giải nhất trong cuộc thi bài viết tiểu văn tiểu luận. Vậy chúng ta nói là gì phù hợp hơn? Có phải là Caras được trao thưởng, mà được trao thưởng thì là loại câu bị động. Mà bị động thì chúng ta thêm be và verb ở cột thứ 3 hoặc thêm ed. Cho nên chỗ này chúng ta sẽ thêm ed. Number 17. Her latest album is a art. Các em lưu ý, trong trường hợp các em thấy có màu từ a hoặc an, rồi chỗ trống và sau đó có giới từ art, thì từ đó chính giữa này luôn luôn là một danh từ. Cô ta, album mới nhất của cô ta là một bộ sưu tập hoặc là bộ biên soạn của tất cả những bài hát hay nhất của cô ta. Như vậy, chỗ này compile là danh từ, nó là compilation. Although I'm not particularly, mặc dù tôi không phải thực sự là cái gì đó, nhưng mà tôi thường đi đến nhà thờ. Các em lưu ý, particularly nó là trạng từ. Để bổ nghĩa cho nó thì nhấn mạnh cái hành động đó, thì thông thường phía sau chúng ta có thể làm một tính từ hoặc là động từ. Mà ở đây chúng ta có động từ to be armed là động từ chính, như vậy chỉ có tính từ phù hợp chỗ này mà thôi, là religious. She was rather with her life in a small town. Cô ta khá là gì đó với cuộc sống của cô ta ở trong một thị trấn nhỏ. Có nghĩa là cô ta khá là buồn chán. Buồn chán vì bị tác động do ở với một cuộc sống nơi nhỏ hẹp đó. Cho nên cô ta dùng, chúng ta sẽ sử dụng tính từ thụ động là dạng tính từ ed. Our town had 5,000. Thị trấn của tôi có khoảng 5,000 inhabitants, là cư ngụ hay là ở, nó là động từ. Như vậy 5,000 sự việc hoặc là con người chỗ này. Như vậy thị trấn của mình có 5,000 người cư dân ở đây. Như vậy cái người cư dân đó sẽ viết thành là inhabitant, và hiển nhiên phải có thêm gì nữa, s. Chúng ta có những từ vựng để ôn tập làm mẫu thôi. Chứ nếu là chúng ta phải có còn nhiều cái hơn nữa, cho nên các em phải học thêm các từ ở trong sách giáo khoa và những từ mà giáo viên ở trên lớp đã dặn các em học kỹ. Phần 3 La Mã sentence transformation, các bạn sẽ chuyển đổi câu làm sao cho câu nó tương đương nghĩa với câu trên. Trong câu thứ nhất, các bạn thấy nó ghi thế này. I come to work by bird today, he said. Anh ấy nói, tôi đến nơi làm việc hôm nay bằng xe bus. Như vậy, câu này do trực tiếp bản thân anh ta nói, nên người ta mới để trong dấu ngoặc kép. Và mình là người nghe được câu chuyện đó, mình mới thuật lại cho mọi người khác nghe. Mà khi thuật lại thì các em không thể xưng tôi được. Vì vậy cho nên chủ ngữ là ai thì các bạn phải đổi thành là he hoặc là she, tùy theo chủ thể nó là giới tính nào. Vậy anh ta nói rằng, như vậy cho nên mình phải đổi chữ I thành từ gì? He. Vì câu này là câu tường thuật, động từ mình phải sử dụng ở dạng hình thức quá khứ.
Vì không phải là mình đang nói trực tiếp, cho nên mình phải lùi hẳn thì lại, là dùng thì quá khứ. Vị quá khứ của come sẽ là came. Và trong câu nó có từ mốc thời gian là today, thì các em phải đổi lại thành đã đề. Các bạn lưu ý những cái kiến thức mà thầy cô đã dạng chúng ta trên lớp cách đổi như thế nào. Vậy đáp án nó là gì? He came to work by bus last day. Number two, Mary said, I can speak French very fluently. Mary nói, tôi có thể nói tiếng Pháp rất là lưu loát. Vậy mình là người nghe, mình thuộc lại như sau. Mary said that. Mary nói rằng, cô ta có thể nói tiếng Pháp rất là lưu loát. Vậy, I chúng ta sẽ đổi thành là she. Can chúng ta sẽ đổi thành quá khứ là could. Speak in French very fluently. Như vậy câu đáp án của mình sẽ là she could. Như vậy yếu tố đổi là chỉ có đổi I thành she, can thành could. Các em lưu ý, có nhiều bạn đổi could xong rồi lại đổi thêm speak, đổi thành spoke lần nữa là không hợp nha. Khi nào mà không có từ can thì các em có thể đổi speak thành spoke. Còn nếu có từ can vào thì các em phải đổi can nó thành could. Và động từ đằng sau vẫn phải là nguyên mẫu. Number three, he said to me, anh ấy nói với tôi, I will help you as soon as I can. Tôi sẽ giúp bạn ngay khi tôi có thể. Vậy mình là người thuật cho người khác nghe. Anh ấy nói với tôi rằng, anh ấy sẽ giúp tôi khi anh ấy có thể. Vậy ai chúng ta sẽ đổi thành là he. Will cũng sử dụng hình thức quá khứ, hình thức của nó sẽ là would. He would have giúp tôi, thì chữ you nằm ở sau động từ have thì nó không thể dùng là ai được, mà mình phải dùng tân ngữ đó là me. As soon as, còn chữ I lúc này nó là một chủ ngữ khác, nó là anh ta, cho nên chữ I chúng ta sẽ đổi thành là he. Và can cũng đổi sang quá khứ là gì? Could. Vì vậy cho nên câu tường thuật lại đúng của chúng ta sẽ là he told me he would have you as soon as he could. Các em kiểm tra lại đáp án. Now, number four. I'm living in London now. Tom nó nói, hiện giờ tôi đang sống ở London. Vậy mình nghe xong mình thuật lại thế nào? I mình sẽ đổi thành là he. I'm đổi sang quá khứ là was. Và now mốc thời gian này chúng ta sẽ đổi thành là then. Vì câu hoàn chỉnh của chúng ta là gì? He was living in London then. Đó là ôm lại cái cách sử dụng câu tường thuật lời nói. Các em lưu ý, khi tường thuật lời nói hoặc là câu hỏi, chúng ta luôn luôn dùng hình thức quá khứ vì nó là hình thức giả định. Number 5. The old car are very cheap. Những chiếc xe hơi cũ này rất là rẻ. They were imported from China 2 months ago. Chúng nó được nhập khẩu từ Trung Quốc cách đây 2 tháng. Vậy chúng nó, đây là chúng ta đang nói tới những chiếc xe hơi cũ. Vậy mình cũng có cách nghĩ khác mà ngắn gọn hơn, chúng ta cũng có thể làm cho hiểu nghĩa đơn giản như thế này. Những chiếc xe hơi cũ mà được nhập khẩu từ Trung Quốc cách đây 2 tháng thì rất là rẻ. Như vậy mình dùng dạng từ quan hệ rút ngắn, mệnh đề quan hệ rút ngắn, đó là các em bỏ chủ ngữ đây, động từ to be were, chúng ta sử dụng quá khứ phân từ để ngay sau danh từ nó muốn bổ sung nghĩa, hoặc là nó muốn giới thiệu nghĩa, hoặc là dùng để cung cấp thêm thông tin về cái danh từ đó. Như vậy chúng ta sẽ ghi thế nào? The old car imported from China 2 months ago are very cheap.
Trường hợp tiếp theo, number 6. My father has just bought a new car. Ba tôi mới vừa mua một chiếc xe hơi mới. It was made in USA. Nó được sản xuất ở Mỹ. Vậy mình cũng sẽ dùng cái mệnh đề quan hệ rút ngắn bằng cách sử dụng động từ chính để phía sau danh từ. Vậy câu đó sẽ như thế nào? Ba tôi vừa mới mua một chiếc xe mà nó được sản xuất ở Trung Quốc. Mà được sản xuất ở Trung Quốc thì chúng ta sẽ ghi làm sao nào? My father has just bought a new car made in USA. Chúng ta bỏ chủ ngữ it, bỏ luôn cả động từ was, chỉ lấy động từ made. Và đây là cách ghép câu, viết rút gọn câu, sử dụng ở dạng past participle. Number 7. The pig is very cute. He is sleeping next to the dog. Con heo nó rất dễ thương, nó đang ngủ nằm kế bên con chó. Vậy, the pig đây là nói về he đó, là một. Vậy chúng ta sẽ cũng sử dụng dạng rút ngắn câu mệnh đề quan hệ ngắn, đó là gì? Con heo mà nằm ngủ kế bên con chó thì rất là dễ thương. Vậy chúng ta sẽ ghép từ sleeping kế bên từ danh từ the pig để rút gọn câu như thế nào? The pig sleeping next to the dog is very cute. Và đây là loại rút ngắn dạng hiện tại phân từ. Câu số 8. The woman is my form teacher. Người phụ nữ đó là giáo viên chủ nhiệm của tôi. She is talking to my father over there. Cô ấy đang nói chuyện với ba tôi ở đằng kia. Và mình cũng làm áp dụng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ dùng present participle để ghép câu. Như thế nào? The woman talking to my father over there is my form teacher. Number 9. Is it a contest which student had to make robot? Đó là một cuộc thi mà học sinh sẽ phải làm những con robot. Chúng ta hãy ghép lại với nhau bằng cách sử dụng danh từ ghép với động từ. Vậy danh từ chính ở đây là robot và động từ đó là make. Như vậy chúng ta sẽ đem danh từ để phía trước và động từ thay mình. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là gì? Robert making contest. Tương tự như vậy. It's a contest in which participant had to speak English. Đó là một cuộc thi mà người tham gia cuộc thi phải nói tiếng Anh. Mình cũng dùng rút gọn lại cho ngắn hơn để câu cũng dễ hiểu hơn. Đó là một cuộc thi nói tiếng Anh. Vậy chúng ta dùng compound noun. Đó là gì? Chúng ta lấy danh từ English để trước rồi động từ speak thêm in và context chúng ta đem ra đằng sau thì nó có ghép lại như thế nào? English speaking context. Number 11. They took their son to Đàm Sen Park on Sunday. Bọn họ dẫn con trai của bọn họ đi làm công viên Đàm Sen. Con trai của bọn họ. Vậy đây các em lưu ý khi người ta lấy cái tân ngữ để phía sau động từ làm chủ ngữ mới trong câu thứ hai thì cái câu đó là các em đổi thành câu bị động. Mà take ở đây nó để nguyên như mẫu như thế này, có nghĩa nó là câu bị động ở dạng hiện tại đơn. Hiện tại đơn thì chúng ta sẽ thêm am, is, are vào. Vậy chỗ này chúng ta sẽ thêm are và động từ take cột 3 chúng ta sẽ đổi thành là taken. Vậy đáp án sẽ là gì? Are taken to Đàm Sen Park on Sunday. Number 10. She puts the wheelchair to the ambulance for the victim. Cô ta đẩy cái xe lăn tới xe cứu thương cho nạn nhân. Như vậy chiếc cái ghế xe lăn đã được đẩy. Như vậy từ push nó thêm đi cho mình biết cái câu này nó ở thì quá khứ đơn. Vì bị động của quá khứ đơn chúng ta sẽ thêm động từ to be là was hoặc là were. Ở đây có một cái thì chúng ta sẽ dùng was, put,
to the appellant for the victim. Yes, right. 13. They have made a lot of beautiful toys from recycled plastic. Bọn họ làm rất nhiều đồ chơi từ những cái vật nhựa được tái chế. Như vậy, ở đây các em thấy có thì này là gì? Have made là thì hiện tại hoàn thành. Mà thì hiện tại hoàn thành thì chúng ta sẽ sử dụng như hồi nãy cô có nhắc là dùng nó là gì? Have been hoặc has been tùy theo chủ ngữ mới của mình trong câu bị động nó là số ít hay số nhiều. Vậy nhiều đồ chơi thì chúng ta sẽ sử dụng have been. Vẫn là cột 3 là gì? Made. Vậy câu mình ghi lại sẽ như thế nào? Have been made from recycled plastics. Number 14. They will build a new shopping mall here. Họ sẽ xây một khu mua sắm mới ở đây. A new. Người ta ghi chữ a new không thì nó không có đủ nghĩa. Cho nên nó còn thiếu cái gì nào các em? Đúng rồi. Shopping mall. Đó là khu mua sắm mới. Và bị động của will thì chúng ta sẽ dùng will be. Và cột 3 của chữ will chúng ta sẽ dùng làm sao? A new shopping mall will be built here. Đổi cái chữ D ở cuối thành chữ T, nó thành cột 3 ngay. Number 15. My brother can make áo dài very well. Anh trai tôi có thể may áo dài rất là hay, rất là giỏi. Như vậy áo dài. Vậy bị động đối với động từ modal verb can thì chúng ta sẽ đổi thành can be. Và cột 3 của chữ make chúng ta sẽ đổi thành made. Vậy nó sẽ viết như sau. Can be outside, can be made very well by my brother. Number 16. John was very surprised that he got a letter yesterday. Chú ý surprise chúng ta nó là tính từ. Thế sao nó là một mệnh đề that close. Ở đây chúng ta có thể chuyển từ mệnh đề task loss sang surprise tính từ bằng cách dùng surprise chúng ta dùng to verb. Như vậy, đã có to rồi thì đằng sau verb phải dùng ở verb nguyên mẫu. Vậy ở trên có động từ nào là verb đâu? Cái nào là verb? Đó là chữ got. Vậy nguyên mẫu của chữ got chúng ta sẽ đổi thành là get. Sau đó chúng ta ghi phần còn lại. Như vậy là to get a letter yesterday. Number 17. Tommy worried that his math grades are very bad. Thằng Tom nó rất lo lắng rằng điểm toán của nó thì rất là tệ. Ở đây cô cho các bạn biết thêm một dạng khác đó là sao tính từ chúng ta có thể dùng với từ. Đó là at, about, or in, vân vân. Trong trường hợp worry thì chúng ta dùng worry about. Và ở đây, Tom nó lo lắng về cái việc gì? Sao giới từ thì chúng ta dùng cụm danh từ. Vậy, his math grades are very bad. Nó là một mệnh đề. Chúng ta không thể để ngay phía sau about được. Chúng ta hãy ghép cái cụm mệnh đề ở trên thành một cụm danh từ. Cái cách ghép như sau, các em chỉ cần lấy bad tính từ, các em để phía trước danh từ sau chữ his thì nó hoàn chỉnh câu, nghĩa là his bad math grade, có nghĩa là điểm toán tệ của anh ta. 18. Is it alright if I take some photo? Ổn không nếu như tôi chụp một vài tấm hình? Như vậy hàm ý câu này đó là xin phép ai cho mình làm một việc gì đó. Thì nếu như xin phép ai cho mình làm một việc gì đó thì hồi nãy cô có nhắc cho chúng ta đó là gì? Would you mind if I. Mà theo sau would you mind if I thì chúng ta sẽ dùng verb take ở cột thứ hai hay là quá khứ. Đó là trường hợp đó là gì? Yeah, if I took some photograph. Và lưu ý nếu như đề bài yêu cầu chúng ta làm cái câu dạng này mà cuối câu người ta không ghi sẵn dấu chấm hỏi cho chúng ta thì chúng ta phải tự bổ sung vào. Nếu không thì chúng ta lại bị trừ điểm. Lưu ý nha.
19. May I use your phone here? Tôi có thể sử dụng cái điện thoại ở đây không? Như vậy, hàm ý là xin phép ai cho mình làm việc gì? Thì có đồ do you mind if I. Mà theo sau do you mind if I thì chúng ta lại dùng verb nguyên mẫu. Cho nên đáp án của mình sẽ là if I use your phone here. Tương tự cũng kiểm tra câu dấu chấm hỏi nhé. Shall I write your lesson? À, mình thấy bạn mình có vấn đề về tai gì đó mà không thể viết bài được. Mình mới nói, để tôi viết bài giùm bạn nghe. Hoặc là mình nói cách trịnh trọng mà, bạn có phiền không không? Nếu như tôi viết bài giùm bạn, chắc có lẽ là chữ mình xấu quá. Thì chúng ta nói là gì? Would you mind if I? Mà thế sao would you mind if I thì phải về verb quá khứ. Vậy quá khứ của write là gì? Wrote. Vậy đáp án của chúng ta là would you mind if I wrote your lesson? Number 21. Can you show me where to buy the ticket? Phiền bạn dẫn, bạn có thể dẫn tôi đến mua vé được không? Như vậy là mình bảo người ta giúp mình. Vậy trường hợp này mình sẽ dùng would you mind verb in, chứ không có thêm if I vào vì người ta làm cho mình. Vậy trường hợp đáp án này là gì? Yes. Showing me where to buy the ticket. 22. Could you bring me a cup of tea? Phiền bạn, bạn có thể lấy cho tôi một tách trà được không? Như vậy mình cũng nhờ người ta giúp đỡ mình. Vậy cho nên đáp án của mình sẽ là do you mind bringing me a cup of tea? 23. I have to go to the bank. Tôi phải đến ngân hàng. I want to change some money. Tôi muốn đổi một số tiền. So it. Nãy giờ mình ôm mình nhớ lại không nào? So it nghĩa là gì? Để mà. Như vậy, để mà đến ngân hàng tôi muốn đổi tiền. Nghe không hợp lý. Như vậy chúng ta phải nói để mà đổi tiền chúng tôi phải đến ngân hàng. Như vậy chúng ta sẽ làm sao so it thể dùng to verb. Như vậy động từ chính ở đây là chữ change. Như vậy cho nên mình sẽ dùng so as to change some money, I have to go to the bank. Tương tự, 24. Tom climbed the tree. Tom leo lên cây bởi vì he wanted to pick some flower to his mother. Nó muốn hái một vài bông hoa cho mẹ của nó. Như vậy, Tom climbed the tree. Tom leo lên cây để mà hái hoa. Như vậy mình sẽ nói ngắn gọn hơn ở câu trên. Mà để mà thì người ta gợi ý cho chúng ta là in. Thì nó thiếu chữ gì nào các em? Đúng rồi, order to. Vậy to ở đây là to want hay là to bid nào? Vậy động từ chính nó mới hợp lý các em nhé. Như vậy chỗ này câu của mình sẽ là in order to pick some flower to his mother. 25. She studied very hard. Cô ấy học tập rất chăm chỉ hoặc là học tập chăm chỉ hơn. She want to pass the exam. Cô ấy muốn thi đậu kỳ thi. Anh cô ta đã học tập chăm chỉ. Cô ta muốn thi đậu kỳ thi. Vậy so as not để mà không cái gì nhỉ? Không thi đậu thì nghe không hợp lý. Tại vì nó có not mà. Như vậy chúng ta phải nói để mà không thi rớt, cô ta đã học tập rất là chăm chỉ. Như vậy thi rớt là trái nghĩa với chữ pass các em. Như vậy chữ rớt hỏng nó là gì? Yeah, to fail. So as not to fail the exam, she studied very hard. Để mà không thi rớt hoặc là thi hỏng kỳ thi nên cô ta đã học tập rất là chăm chỉ. Vậy các em lưu ý cái cách sử dụng khi mà mình nói nghĩa nó có trái ngược hay không, chúng ta phải cẩn thận và viết lại. Chúng ta đã tổng hợp lại tất cả những kiến thức cơ bản, những cái kiến thức khác chúng ta cần phải học và bổ sung thêm. Nói tóm lại, chúng ta lưu ý cách sử dụng bị động và cách sử dụng in order to, cách sử dụng tính từ với to verb. Do you mind, would you mind, verb in. Do you mind, if I, verb nguyên mẫu.
hoặc là would you mind if I với pass và ôm lại cách sử dụng compound noun. Rồi chúng ta lại ôm lại sử dụng present participle, past participle, câu tường thuật. Rồi dùng dạng tiếp diễn với từ always và từ để hỏi theo sau là to verb. Và xuống theo là gì? Thì quá khứ tiếp diễn. Và lưu ý nhớ học thuộc lòng các từ vựng để chúng ta có thể làm phần verb form và học thuộc các thì để chúng ta có thể làm được cái phần chia động từ. Và cái cuối cùng các bạn cũng phải lưu ý đó là practice listening và nhớ luyện tập lắng nghe cẩn thận tất cả các bài học mà trong lớp chúng ta đã được thầy cô hướng dẫn rồi. Các em chỉ cần làm lại và đọc lại tất cả những kiến thức mà mình đã học. Sau đây chỉ là những bài tập cơ bản và lưu ý khi các bạn có thể tham gia được làm tốt trong bài thi sắp tới của mình. Chúc các em thành công. Goodbye, class.